Hoài Sa diện đầm ôm sẻ đùi cao, thiết kế evening gown của đại diện Thái Lan Thụy Điển bắt sáng. Người đẹp chuyển giới Hoài Sa đọ sắc thần thái bên cạnh 20 thí sinh Miss International Queen 2020 trong thiết kế đầm dạ hội lộng lẫy. Đối với fan sắc đẹp, phần thi trình diễn evening gown luôn được quan tâm và đáng để trông đợi vừa qua. 21 mỹ nhân chuyển giới của cuộc thi Miss International Queen 2020 đã có buổi chụp hình với trang phục dạ hội. Các người đẹp khoe sắc vóc trong những mẫu đầm lộng lẫy, được thiết kế sang trọng và bắt mắt. Xuất hiện cùng với 20 thí sinh hoa hậu chuyển giới quốc tế. Đại diện Việt Nam Bùi Đình Hoài xa diện mẫu thiết kế dạ hội. Màu trắng với chi tiết cúp ngực giúp cô nàng khoe vòng một gợi cảm, đặc biệt điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở phần eo với họa tiết đường may ánh kim uốn lượn. Và phần tà váy xẻ cao, giúp hoài sa tôn lên đôi chân dài quyến rũ. Bên cạnh hoài sa, nhan sắc thụy điển gốc Việt Vicky Trần nổi bật với mẫu thiết kế dạ hội được đính kết tỉ mỉ với điểm nhấn chi tiết bông hoa hồng ở phần eo, người đẹp nước chủ nhà Thái Lan. Mỹ nhân Pháp đại diện Úc đều diện những mẫu thiết kế dạ hội lấp lánh, bắt sáng ánh đèn sân khấu. Đối với phần thi trang phục dạ hội, khán giả hâm mộ không chỉ có cơ hội, được chiêm ngưỡng các thí sinh trình diễn kỹ năng kết với sự tự tin. Thần thái, mà còn, đã mắt khi ngắm nhìn bữa tiệc thời trang hoành tráng của các người đẹp. Sau khi hình ảnh xuất tinh của 21 thí sinh với các mẫu thiết kế trang phục dạ hội, được đăng tải. Nhiều fan đặt câu hỏi liệu đây có thật sự là lựa chọn của các mỹ nhân chuyển giới cho phần thi trình diễn Evening Gao, cùng theo dõi Sao Star, để cập nhật những thông tin mới nhất về cuộc thi và ủng hộ cho đại diện Việt Nam Hoài Sa. Bạn thấy thế nào về điều này? Hãy bình luận dưới video nhé! Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.